Minh Béo xin cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều nha. Ngày hôm nay là Minh Béo đã được giải thưởng là huy chương bạc cho vai diễn là Khánh trong vở Thi Thể Thứ Tư của tác giả Mỹ Dung và đạo diễn là nghệ sĩ ưu tú Đặng Lưu Diệt Bảo đến từ công ty trách nhiệm hữu hạn nghệ thuật giải trí Sao Minh Béo trong liên quan kịch nói toàn quốc 2021 và đã được chứng nhận là huy chương bạc trong vở diễn này. Cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều đã ủng hộ cho Minh Béo trong suốt thời gian qua. Và Minh Béo cũng chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ cho Minh Béo. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn nếu yêu thích những sản phẩm nghệ thuật của Minh Béo như là talk show, game show, live show nghệ thuật, live show từ thiện, vòng tay nhân ái, các chương trình sân khấu Phật giáo, các vở diễn sân khấu, các chương trình ca múa nhạc tổng hợp của hãng phim sân khấu Sao Minh Béo, hay các bộ phim, những vở cải lương, những trích đoạn hài, tiểu phẩm hài, các bài ca nhạc, karaoke hay các chương trình truyền hình thực tế như là Lục Lạc Vàng, Ẩm thực Minh Béo, Ăn vặt Sài Gòn, Khám phá thế giới tâm linh, thế giới du lịch. Quý vị và các bạn có thể lên YouTube gõ Sao Minh Béo Official để đăng ký kênh và giới thiệu cho mọi người cùng xem. Và kênh phụ là nghệ sĩ Minh Béo và riêng kênh hài là Minh Béo Entertainment với các sản phẩm như là sitcom hài, tiểu phẩm hài, những bộ phim hài, những tiểu phẩm hài, những trích đoạn hài và những talk show, những bài ca nhạc hài. Cả nhà mình nhớ ủng hộ nhé. Sắp tới đây thì Minh Béo sẽ trở lại với chương trình Lục Lạc Vàng với tên gọi mới Con Bò Vàng trên sóng truyền hình quốc gia. Quý vị và các bạn biết được những hoàn cảnh khó khăn, những hộ gia đình gặp nhiều biến cố trong cuộc sống thì có thể liên lạc trực tiếp với Minh Béo qua số điện thoại 0908103058.